Thì cái câu hỏi mà Hasan gửi á, thì cái đó cái cách sử dụng của la thôi, vậy là cái đó cái mình ok, mình coi như là mình tạm thời thống nhất như vậy đi. Sao đó? Nhất là mình sẽ tập trung focus vào những cái mẫu câu đàm thoại trong sách Al-Arabiya đây 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 cả, và mình sẽ phân tích xung quanh tới cái xung quanh cái mẫu câu đó làm sao đó, và mình có thể thêm hay là bớt những gì mà đi qua. Còn cái đó thì coi như là tạm thời thống nhất như vậy đi, sao được không? Sao đi? Được, do đó kiểu gì đó liên quan tới liên follow cuốn sách, nhưng mà nói về họ về đang đang cũng sẽ nói về cái trang đó đi ha, cái topic đó nói về đề tài là hỏi về đường xá, và tôi có thể là ví dụ giống như anh Ali á, mình đi hát mình muốn vô lạc đường đi, để mình chỉ vẹo trái vẹo phải để cái là gì đó, còn thêm cái bài thêm cái đó vô cần Đó sẽ có trong đấy cái mẫu câu thôi, và nếu mà đấy không kiểu có gì đó, mình hay đi khách cứ sạn rồi này nọ, hay cứ cứ đi mua sắm này nọ, hỏi cái nào để công, dù là công là cái bao nhiêu, hay là ví dụ how many rồi là cái là gì đó. Cần cái đó đấy cơ bản thôi, nhưng mà nó 2-3 câu cũng được đúng không, và thêm một hai ba từ nhiêu đó rồi là đủ, nó đủ hiểu rồi, không cần giao tiếp mà. Ok Còn cái Hai Xanh cái đó tạm thời mình thống nhất như vậy thì sao? Còn Hai Xanh gọi hỏi cái la trong group á, cái la trong tiếng Ả Rập, cái này cái la thì trong tiếng Ả Rập là không không, khi mà la ví dụ la ta đừng đi, la ta đừng đi, cái này gọi là la nahi, la cấm, la nahi tức là la cấm, tức là đừng đi, tự nhiên mình cấm người đó đi. Khi mà la trong tiếng Việt mình nói cấm á, thì cái động từ đi sau là động từ hiện tại. Khi mà động từ hiện tại mình cấm, cấm mày đi, mày đừng đi, tự nhiên cấm ở đây là mày đừng đi, gọi là la cấm, trong tiếng Ả Rập gọi là la cấm. La cấm thì sau khi động từ hiện tại là phải sukun. Xanh nhớ luôn cái này, nhớ luôn. Ví dụ Alhamdulillah. đừng đừng đi, đừng làm, cái la gọi là la cấm á, mình gọi là la cấm hay là la yêu cầu, yêu cầu cũng được, cấm cũng được, tại sao giống nhau anh à, Hasan, tại sao mình gọi là yêu cầu với cấm là giống nhau, mình có thể nói là la cấm hay là la yêu cầu Cấm đấy, hay yêu yêu cấm cầu nó đều mang tính mệnh lệnh. đúng, đúng rồi, tại vì mình cấm yêu cầu giống nhau, tất nhiên mình yêu cầu đừng đừng đi phải không, hay là cấm đi đó, thành ra mình có thể nói là la cấm hay là la yêu cầu, có nghĩa là la yêu cầu anh đừng đi đó, gọi là la cấm. Còn la thứ hai là la phủ định, la yes hợp, la yes hợp hay la tas hợp, la tas ila Mecca, ila Moscow, la tazhabu ila Moscow, bạn không có đi Moscow, khác nhau không? Khác nhau. Cái này là đừng, cái này là không trong tiếng Việt của mình. Khi mà la không á thì vẫn u nhé. Hay sang cái này cái kiến thức sẽ đến, và mình sẽ sử dụng cái này. Cái này là la cấm. Hay á. Cái này là la cấm, cái này là la gì, la phủ định, phủ định với cấm khác nhau chút xíu. Cấm tức như là mình yêu cầu người ta đừng có thực hiện một cái hành động gì đó, còn la ở đây là la phủ định, tất nhiên là phủ nhận cái việc đi của bạn thôi. Tất nhiên là anh không có đi Moscow, sao anh nói anh đi Moscow, thấy không? Anh đi Mỹ, anh đâu có đi Moscow đâu, à đó, thấy không? Tức nghĩa là phủ những cái việc đi của anh thôi. Còn cái này là cấm anh đi. Khi mà cấm là dấu u, các bạn nghe nha, dấu u á, không phải dấu u mà dấu sukun. La ta thành đừng đi, có nghĩa là la yêu cầu bạn bạn đừng đi. La ta thành, bất cứ những gì mà mình nói đừng trong tiếng Việt của mình cứ gọi là la cấm. Và cái chữ, khi không phải chữ mà chữ cuối ấy, thì phải sukun. Và cái từ ở đây tức là động từ hiện tại thôi, các bạn nhé, mình không có sử dụng từ quá khứ,
Hiểu không? Nhớ những hình thức hiện tại. Là ta thật, mày đừng có đi, bạn đừng có đi. Ví dụ là ta sắp đi ra Moscow, bạn đừng có đi Moscow. Còn ở đây là la ta sắp đi ra Moscow, bạn không đi Moscow. Đừng đi Moscow. Ví dụ ở đây mình là ta sắp đi ra Moscow, bạn đừng đi Moscow. Thấy không? Khác nhau. Thấy không? Giữa hai câu này khác nhau. Câu thứ nhất là cấm bạn đi, câu thứ hai là phủ nhận việc đi của bạn thôi. Và câu cấm là chết nữa là dấu chết hay là dấu sukun. Dấu không có giá trị. Và dấu thứ hai là dấu này là dấu u, các bạn nhớ nha. Cái này là cấm, cái này là phủ nhận không, khác nhau. Các bạn hiểu chưa? Hiểu cái khác biệt giữa hai câu này chưa? Nam Fahim nè. Thấy không? Cái hay của tiếng Ả Rập là như vậy. Mặc dù dấu, thành ra tiếng Ả Rập người ta nói dấu, dấu là cái gì? Nó sẽ cho những ý nghĩa phù hợp với dấu. Tại sao? Và trong tiếng Ả Rập mà mình biết rồi, không có dấu hoàn toàn. Nhưng mà làm sao mình biết cái này là câu, này là câu cấm, và cái là câu này câu phủ định? Thì đương nhiên thì cái từ hay là cái câu mà chưa hiểu rõ thì nó phụ thuộc vào cái ngữ cảnh, cái context, hiểu không? Nhưng mà khi mà người nói thì đương nhiên họ biết cái gì, cái ý nghĩa mà họ muốn nói. Thì đương nhiên nếu mà họ muốn nói là câu cấm thì họ nói là tất cả. Còn nếu mà họ nói là phủ định thôi thì là tất cả vũ. Thì là Moscow, ví dụ mình nói bạn đừng cái đọc sách trong phòng này. Là tất cả rõ Al-Kitab fi hadha al-fasl, bạn đừng đọc sách trong phòng này. Tiếng nghe cấm. Còn nếu bạn nói bạn không có đọc sách trong phòng này, tôi thấy bạn đọc sách trong thư viện thôi, hãy khác nhau. Cái này phủ định, cái này là cấm. Thì mình nói là la taqra là cấm. Al-Kitab, tại sao Al-Kitab là object mình biết rồi, thấy không đó. Tôi nghĩ học cái này hay cái này. Nhưng mà nó sai. La tazhab, la taqra al-kitab fi hadha al-fasl, trong lớp này. Đấy. Còn nếu mà bạn nói phủ nhận một hành vi, la taqra al-kitab fi hadha al-fasl, bạn không có đọc sách trong phòng này, nhưng mà bạn đọc sách trong thư viện. Thấy không? OK. Anh Sam hiểu chưa? Sharif, anh Ali hiểu chưa? Chị nốt. OK, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bây giờ mình đi chỗ khác một xíu. Cái đó là hồi nãy là sau khi là có động từ, nhưng mà giả sẽ có danh từ. OK. La taliba muhmilun. La taliba muhmilun. Không có một sinh viên nào, học viên nào muhmilun. Neglect là mình dịch sao đây? Muhmin. Neglect. Tiếng Anh là không có tập trung. Là sao lãng, tiếng gì cũng neglect. Sao lãng đúng rồi thầy ạ. Sao lãng. Cái xin không phải sao lãng, cái này có một cẩu thả. Không tập trung sao lãng. Cái movement là movement thôi. Ví dụ thôi. Movement tất nhiên là không phải tập trung, cái này là tất nhiên là không có bỏ lỡ. Tất nhiên là không có quan tâm. Cái này là quan tâm. Cái này là không quan tâm mà kìa, không quan tâm đi. Không có học sinh nào mà không có quan tâm. Một mình ở đây, Iman là không có quan tâm, không có coi trọng. Trái nghĩa với từ không coi trọng là gì? Chú tâm. Không.
không trải nghiệm với chú tâm, thở trải nghiệm với chú tâm là gì, là thở gì nó à, thở nó... cái thở la to như là một nghìn lần, không có học sinh nào mà thở ơ, ok đấy, không có một học sinh nào mà thở ơ, ok, không có một học sinh nào mà thở ơ. Các bạn coi giáo này, la to li ba mục mi lin, tuy nhiên không có một học sinh nào thở ơ, tất cả đều chú tâm đấy, thấy không? Tất nhiên là bạn nói là tất cả các học sinh, tất cả luôn, mặc dù ở đây là một học sinh nhưng mà nghĩ của nó là tất cả, thấy không? Tại vì nó không có một học sinh nào, thấy không? Chính từ mà mình nói không có một, tất nhiên là tất cả. Vậy cái này gọi là la na phiya lin jin, tiếng Arab gọi là la na phiya lin jin. Jin tiếng Anh là na phiya là phủ phủ nhận phủ định, lin jin tất cả các thể loại luôn. La phủ nhận tất cả thể loại, tiếng Anh là tất cả các học sinh, tất cả các giống học sinh, không có ai mà thờ ơ, phải không? Vậy cái dấu nó sẽ đi như vậy, la toliba mukminun, tuy nhiên là cái này cũng danh từ, cái này cũng danh từ, và hai cái danh từ đều không có mạo từ xác định, đây không có lên làm, phải không? Vậy vậy mình có một cái công thức, khi mà các bạn phụ đưa ra một cái ý kiến phủ nhận phủ định thì các bạn sẽ nói như vậy, dùng lá rồi động từ không xác định, danh từ không xác định, danh từ không xác định, nhưng mà danh từ đầu a, danh từ cuối un như vậy, và các bạn sẽ tạo ra 1.000 các mẫu câu khác. Ví dụ thôi, ví dụ là không có người nào giỏi trong lớp, không có một người nào giỏi trong lớp, không có một người nào đẹp trong thành phố, ấy không có một người giàu nào trong một người giàu nào hào phóng đó, không có một người giàu nào hào phóng ấy, thì mình sẽ dùng những mẫu câu này. Ok, thứ nhất các em, thưa thầy em có ý kiến chỗ này ạ. Ok, câu này nếu mà trong tiếng Việt thì có phải là phủ định của phủ định là trở thành cái câu này là câu khẳng định đúng không thầy? Không, vẫn còn phủ định, không còn phủ định luôn. Thì mình chỉ phủ định nè. Tuy nhiên là, thứ nhất là mình nói là Hollywood movie, một học sinh thờ ơ. Bây giờ mình phủ định là một học sinh đó thờ ơ. Mình lại bây giờ là có cái Hollywood movie, một học sinh thờ ơ. Nhưng bây giờ mình muốn nói là không có một học sinh nào thờ ơ. Đó, cái câu này là mình nói không có, không có một học sinh nào thờ ơ. Đó, thờ ơ. Vậy là tất cả đều quan tâm. Vậy là tất cả học sinh đều là siêng năng. Okay. Vâng, thì là khẳng định đúng không thầy? Đúng, khẳng định. Đúng. Bây giờ là, tất nhiên là tất cả các học sinh đều siêng năng. Cái câu này, ví dụ mình muốn nói tất cả học sinh đều siêng năng, mình nói câu này. Hay là mình muốn phủ định là không tất cả học sinh ở đây đều là người tất cả không có một học sinh nào thờ ơ, nhưng mà tất cả học sinh ở đây đều siêng năng đó. Là mình sẽ nói như vậy. Ok, bây giờ gọi là la na phi hình jin. Cái câu này câu tương tự câu la ilaha illallah, la ilaha ilaha illallah, không có một thần linh nào đó, tất nhiên là mình phủ định thế loại luôn. La ilaha, và các bạn thấy không, cái này là danh từ không xác định, tại vì không có mạo từ alif lam. La ilaha cũng là động từ nakira không xác định, thì không có lầm lầm. La ilaha mình sẽ dịch là không có bất kỳ một thần linh nào ấy. Cái này
không có bất kỳ một học sinh nào đấy, phải phải có từ một, còn nhớ nhé, khi mà trong tiếng Việt hay tiếng Ả Rập mà mình nói không có một tiếng là đấy không? Và la ilaha không có một thần linh nào, hay không có bất cứ thần linh nào, nhưng mà tiếng Ả Rập ở đây không học còn đây á còn cái mà ở đâu không có. Trong tiếng Ả Rập ở đây tiếng Ả Rập gọi là mahzuf, mahzuf là được hiểu hiểu ngầm hay là được xóa, người Ả Rập gọi là mahzuf, có nghĩa là được hiểu ngầm ở đây theo cái ngữ cảnh trong tiếng Ả Rập cho phép, người Ả Rập gọi là mahzuf. Mahzuf tiếng là hazafa, tiếng là bỏ, hazafa là bỏ, hazafa là bỏ, mahzuf là được bỏ, được xóa bỏ, được xóa bỏ cái gì, được xóa bỏ cái này, được xóa bỏ cái vị trí này, có nghĩa là la ilaha haqqun. Đó, rồi nghe câu nói như vậy, la ilaha haqqun, không có một thần linh nào haqqun đúng. Ờ thầy, không có một thần linh nào đúng, không có một thần linh, không có bất kỳ thần linh nào đúng. Đấy em. Đó, cái câu rất là như vậy. Người ta nghĩ là đọc cái này mahzuf, tất nhiên là được hiểu nhầm ở đây, hay là nó bị xóa, hay là bị bỏ đi. Illallah, ngoại trừ Allah. Đó. Thì cái này mình không có tính, cái này là đằng sau thôi. Quan trọng là mình tới đây thôi. Thứ nhất là A, và thứ hai là un. Thứ nhất là A, thứ hai là un. Cả hai đều là danh từ không xác định, tất nhiên là không có ai lưu lầm, không ai lưu lầm, không có thượng đế nào đúng, đúng sự thật hay đáng được thừa hưởng, đúng sự thật. Illallah, ngoại trừ Allah. Cái câu này mình cái từ khúc này mình đã từng đó áp dụng, mình muốn áp dụng cái này thôi. La taliba muhmilun, la ilaha haqqun, không có thần linh nào đúng. Illallah, ngoại trừ Allah. Ok. Vậy là mình biết là thứ nhất là khi mà la phủ định tất cả thể loại là mình sẽ sử dụng cấu trúc này. Đó. Ví dụ mình nói không có một người giàu hào phóng. Mình có từ giàu là gọi đi. Vừa đi dùng. Hào phóng có thể nói Jawadun, ví dụ Jawadun hào phóng, ví dụ Jawadun, hay là hào phóng Karim, ok Karim này, Karim hào phóng, Karim. À, nếu bạn muốn nói không có một người giàu nào hào phóng, bạn nói như thế nào? Không có một người giàu nào hào phóng. La Goni và Karimun. Đó, mình sẽ sử dụng cái cấu trúc này là Goniya Karimun. Đó, sử dụng cái này thôi. Đó. Tất nhiên là tất cả các người giàu đều cao kỳ. Đó, thấy không? Là Goniya Karimun, thấy không? Là Goniya Karimun. Cái cấu trúc này. Và các bạn nhớ cả hai điều là danh từ không xác định, tất nhiên là bỏ liền lầm, nhớ nhé. Ok, vậy là ba cái la mình đang học, và cái áp dụng là la ilaha illallah, tất nhiên la ilaha trong tiếng Ả Rập gọi là mahzuf, được hiểu ngầm cái theo cái ngôn ngữ của Ả Rập mà cho phép như vậy, thì mình gọi la ilaha haqqun, không có thần linh nào, không có một thần linh nào đúng. Đó, đấy haqqun. Bây giờ mình đi có một la mới. Xóa đi. Thầy. Em xin hỏi cái từ thầy viết ở dưới á, la nafya gì á, có hai chữ alif là gì anh? Đó, từ anh vừa xóa.
lầm 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 little jeans little jeans là nga phi là gì chứ là biết đúng tiếng Ả Rập à biết đúng là tiếng Ả Rập à là anh nga phi là anh nga phi lil jin là anh nga phi lil jin gọi là anh nga phi lil jin à nghe nhỉ tất nhiên là tất cả bây giờ mình có bây giờ mình học một cái la mới là anh nga phi lil wahda có hai cái thứ nhất là lil jin cái này lil wahda ok đấy لا نفي للجن لا نفي للوحدة لا phủ định tất cả thể loại لا phủ định một thể loại khác nhau anh nhớ nhé لا phủ định tất cả thể loại là phủ nhận một thể loại bây giờ nó khác nhau như thế nào nghe ok لا رغيف في البيت بل رغيفان لا رغيف cái câu này cái không cái mình biết biết cái câu này thế là câu này ví dụ Bây giờ là chút xíu cái này chút xíu nha. Chờ chút xíu. Okay. La raghifun. Oh, wait. La raghifun kafiyan. Bal raghifan. Okay. Anh ơi, mở màn hình lại anh. À, chứ phải. Okay. Okay.
thấy 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 anh. Dạ thấy rồi. Ok. Bây giờ nghe. Hồi nãy là mình la cái câu mình hồi nãy la to li ba mô mi lần. Ok. Bây giờ nó như vậy, nó ngược giáo lại la ro ghi phun ca phiền bắn ro ghi pha đi. Ok, câu thứ nhất em không có một ổ bánh mì nào ca phiền đủ mà hai ổ em. Ít không có một ổ bánh mì nào đầy đủ bánh rogi phan mà hai ổ, tất nhiên mà cần hai ổ. Theo bây giờ là mình chỉ phủ định một cái thôi, la rogi phong ca phiền. Tất nhiên là một ổ bánh mì sẽ không ăn đủ, mình phải có hai ổ, tất nhiên là hai ổ, ba ổ, bốn ổ. Bây giờ mình nói một ổ không có đủ, phải không? Tuy nhiên là mình chỉ phủ nhận ở đây, phủ định ở đây, chỉ cái một thứ thôi. Ok, còn cái kia là nhập viên thì tất cả luôn. Ví dụ mình nói tất cả bánh mì đều, tất cả ổ bánh mì đều không có đủ thì mình nói lại là rồi ghi phát ca phía, thấy không? Còn nếu mình nói là rồi ghi phun ca phía, tuy nhiên một ổ không có đầy đủ, tất nhiên là nhiều ổ mới đủ. Hiểu chưa mà? À, các bạn hiểu chưa? Dạ, hiểu. Từ từ, không sao. Bây giờ mình đi thử cái này, thử nghe. La rajulun mawjudun. La rajulun mawjudun. Không có một người đàn ông nào có mặt. Em, tất nhiên là mình có, không có một người đàn ông có mặt. Không có một người đàn ông có mặt, không phải là không có bất cứ một người đàn ông nào có mặt, không có một người đàn ông có mặt, nhưng chỉ có phụ nữ thôi. Tất nhiên là mình phủ nhận cái một người thôi, một người, một thể loại thôi, không phải là tất cả thể loại ở đây, không phải là tất cả đàn ông đều không có ở đây. Có thể hai người đàn ông, có thể là ba người đàn ông, hay là người phụ nữ, hiểu không? Tất nhiên là cái này là hay mình biết câu này một cái là mình hiểu luôn. Bây giờ như vậy, ví dụ mình nói la rogifa ca phiền. Okay. Rồi mình nói la rogifa rohifun kafian. Ok, đó, nó khác nhau chỗ này. Ok, cái cấu trúc thứ hai, tất nhiên là mình phủ định một thể loại, là mình nói cái câu này một thể loại. Còn cái câu này là mình nói tất cả luôn. Bây giờ mình coi cái nghĩa nghe. Không có một ổ bánh mì nào đầy đủ hết. Không có bất kỳ một bánh mì nào đầy đủ hết. Tất nhiên là có 100.000 chúng tôi không có ăn đủ, chúng tôi không có đủ để cung cấp cho chúng tôi ăn đâu. Nhưng mà câu này la rogi phun ca phiền, không có một ổ bánh mì nào đủ ở đây. Mình chỉ phủ định một loại thôi, hay là một ổ thôi. Có thể là ở đây không có một ổ bánh mì nào đầy đủ ở đây, có thể đủ cho chúng tôi là hai ổ trở lên. Đấy, cái này có thể là hai ổ trở lên. Ok, còn cái này không có một cái bánh mì nào đầy đủ cho chúng tôi hết, mặc dù 2, 3, 4, 5, 6. Ok, cái này là thể loại, cái này là một cái thôi. Vậy câu tương tự, ví dụ la rojula
mong thu được. Không có bất kỳ một người đàn ông nào có mặt. Không có bất kỳ một người đàn ông nào có mặt. Thế. Còn nếu là câu này. La rajulun mawjudun. Mawjudan. Không có một người đàn ông có mặt. Nhưng mà có hai người, ba người, bốn người trở lên. Đấy. Cái này là có thể là chỉ phủ định một người thôi. Chỉ phủ định một người. Có thể ở đây có hai người, ba người, bốn người hay là đàn bà, phụ nữ. Còn cái này hoàn toàn không có, một người cũng không có. À, hiểu không? Các bạn hiểu câu này không? Hình như cái này một thằng cũng là câu thứ hai á. Một thằng cũng nó mang phong cách nói của người người Ả Rập phải không anh? Đúng rồi, cái này là nói cái này tất nhiên là cái này một thằng cũng không có, nhưng mà ở đây có thể là có hai người, ba người hay là có phụ nữ. Cái này có thể đôi khi có thể phủ định phủ nhận luôn phụ nữ cũng có. Nếu mà mình nói Rajul ở đây là một người, tại vì trong tiếng Ả Rập Rajul mặc dù là đàn ông, nếu mà cái ý mình muốn nói một người thì có thể là bao gồm luôn phụ nữ. Nhưng mà nếu mình không muốn nói phụ nữ, tức như là hoàn toàn giới nam không có mặt ở đây luôn. Yeah. Còn cái này mình nói là chỉ có một người thôi, trong phòng có 2, 3, 4, 5, 6 người, okay. Hay là có phụ nữ. Cái này mình ít nhất là phủ nhận một người thôi. Còn cái này là thể loại luôn, một thể loại luôn không có. Hiểu chưa? Cái này đâu có phức tạp nhiều đâu. Cái này là mình phủ định thể loại. Cái này chỉ một người thôi. Ví dụ bạn nói không có một người nào có mặt trong lớp, không có một đàn ông nào trong lớp, tất nhiên là có thể là hai người, ba người cái này, hay là phụ nữ. Còn câu này hoàn toàn không có, một người cũng không có. Cái này là zero, ok, zero. Cái này zero, cái này là không, cái này chỉ phủ định số một thôi. Có thể là hai, ba, bốn, năm, sáu trở lên như vậy thôi. Đấy. Hiểu chưa? À, và cấu trúc dạ, của hiểu, nó hiểu. Đó, và cấu trúc của nó như vậy không? Vì nhà các bạn suy nghĩ lại cái cấu trúc là và cái ý nghĩa là ok. Thứ nhất, khi mà các bạn muốn phủ định phủ nhận cái thể loại thì nó là rajula mawjudun. Phải không? Còn nếu mà các bạn muốn phủ định hay là phủ nhận cái một loại thôi. Một loại tức là số 1 trong cái thể loại thì nói như vậy là rajulun mawjudan, nhưng mà cái này số nhiều, cái này số ít. À, số ít ở đây là 1 và cái này là từ 2 3 4 trở lên là mình phủ định hoàn toàn không có. Cái này tức là không có một bóng đàn ông gì ở đây. Okay. Ở đây mình có thể nói là chỉ có một thôi. À, chỉ không phải là một, ở đây nhiều, có 2 3 4 người ở đây. Ví dụ mình nói là ở chỗ đó chỉ có view, người ta đưa tin cho mình nói là chỗ đó có một người trong phòng, mình nói không có, có 2 3 người đi. Nói vậy nha. Ấy, ví dụ người ta đưa tin là ở trong phòng đó có một người thì mình trả lời không có, ở đó có 2 3 người. Thì mình nói là nó vui màu vui nè. Chứ có 2-3 người trở lên bạn chưa biết rõ. Còn cái này người ta nói trong đó là có nhiều người lắm. Có nhiều người lắm. Mình nói không, một bóng người cũng không có. À, là coi như là một màu vui được. Nam phải hình nè. Ok. Tuy nhiên là cái này là thể loại. Cái này chỉ nói số 1 thôi, không có. Có thể là 2 người, 3 người, 4 người. Hay là có phụ nữ trong đó. Còn cái này là mình không có đề cập tới phụ nữ, nhưng mà người ta nói là trong đó nhiều người lắm. Mình nói không có một bóng người. La rajula mawjudun, không có một bóng người. Cái này người ta đưa tin nói là trong phòng đó nhiều người lắm. Đấy. Thì mình nói la rajula mawjudun, không có một bóng người. Okay. Còn ở đây người ta nói là gì? Nói là trong lớp đó, chỉ có cái này là nhiều người, cái này không có. Người ta nói là 3-4 người, hay là người ta nói ở đây là một người. Cái này không có, cái này nói một người thì mình nói không,
không phải là một người, có hai người, ba người, bốn người. Tuy nhiên ở đây người ta nói một, ở đây người ta nói nhiều, mình nói câu này phủ định là không có một bóng người. Ok, không, cái này về nhà bạn suy nghĩ chút xíu là nó ra cái này dễ hơn không sao. Thứ nhất, còn thứ hai, cái ba cuối cùng, cái la cuối cùng, la cuối cùng. Còn cái này các bạn về các bạn suy nghĩ cái ý nghĩa của nó là nó là cái câu tương tự như vậy thôi. La rogi fun kafian van rogi fan theo. Thành ra cái này mình bây giờ là tới đoạn này thì bây giờ mình nói không có một ổ bánh mì nào đầy đủ cho chúng tôi mà nó phải có hai ổ mới đủ, phải không? Tất nhiên là mình chỉ nói là một ổ không đủ, phải có hai ổ trở lên mới ăn được. Yêu la rojul mawjudan, cái câu tương tự không có một người đàn ông nào có mặt gọi là kim im rõ, nhưng mà có phụ nữ thì có hai người, có ba người, có bốn người trở lên rồi. Ok, bây giờ mình câu câu các bạn nhớ câu này rồi về nhà coi lại. Còn cái câu cuối, ok, cà phê giá là đầy đủ hả anh? Cà phê giá là đầy đủ. Đầy đủ. Okay. Yeah. Cái câu cuối. Bây giờ mình nói cái câu này mình học rồi, al baytu jamilun, al baytu jamilun, al baytu jamilun, nhà đẹp. Mình nói nhà không đẹp nói sao? Nhà không đẹp mình có thể nói là al baytu, baytu ghayru jamilun, ghayru jamilin. Thế nên nhà đó không đẹp, al baytu ghayru jamil. Nhà đẹp, al baytu jamil, al baytu ghayru jamil, nhà đó không đẹp. Nhưng mà mình không muốn sử dụng ghayru, mình muốn sử dụng là. Tại vì là cũng có nghĩa là không. Hiểu không? Hiểu không? Các bạn hiểu không? Mình để là ở trong đây như thế nào? Ok, bây giờ mình thử để là thử. Tất nhiên là nhà không có đẹp. Là baytu jamilun, được. Nhà không đẹp. Các bạn để nha. Baytu jamilun, nhà đẹp. Bây giờ mình nói al baytu ghayru jamilun, mình nói nhà không có đẹp. Bây giờ mình muốn sử dụng là thử. La Allah al-baytu jamilun, được không? Được. Nhưng mà nó có điều kiện. Điều kiện thứ nhất là các bạn thấy cái này không? Thấy để ý cái gì không? Liễu, có à Liễu. Đó, đây la mà hai cái này la nafiyah lil jinn, la nafiyah lil wahdah, sau la không có lầm lầm. Tất nhiên là danh từ chưa xác định. Mà danh từ này danh từ xác định, thấy cái khác biệt chút xíu không? Ok, thấy liền. Vậy thứ nhất, cái điều kiện thứ nhất khi mà là ở đây tức như là danh từ đi sau là phải có alif lam. Ok, và sẽ đọc la al baytu, tức như là không có thay đổi dấu. Ok, tại vì hồi nãy là mình nói la rogi fa, la rogi fun, thấy không? Mà hoàn toàn không có dấu. Thứ nhất là A, thứ nhất là UN. Nhưng mà cái đây là U. Trước khi la cũng là U. Vậy nó không có thay đổi. Vậy là la này không có tác động. Không có tác động gì, không có đụng chạm gì đến cái bề tu. Vậy là anh bề tu vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng mà anh bề tu là phải có cái gì? Phải có máu từ xác định anh liêm lầm. Thứ hai,
Ok, hay. Lal baytu jamilun wal babu jadidun. Thứ nhất là mình nói là nhà không đẹp và cửa cũng không mới. Phải không? Đấy là, cái này cái hay. Suy nghĩ chút xíu thôi, mình ép. À, cái là động chút xíu thôi. Ok. Thấy rõ không? Đó, alhamdulillah. Lal baytu jamilun wa lal babu jadidun. Nhà không đẹp, cửa cũng không mới. Phải không? Nhà không đẹp, cửa không mới, bab là cửa, jadidun mới. Vậy khi có la trong trường hợp như vậy, sau khi la là phải có gì? Phải có alif lam, gọi là mạo từ xác định. Và sau khi alif lam mạo từ xác định, tất nhiên là nó trong cái trạng thái không có mạo từ xác định, cái đây gọi là mubtada khobar, chủ ngữ vị ngữ. Vậy la này, tất nhiên la nó sẽ đi trước chủ ngữ vị ngữ trong câu, và nó sẽ lặp lại một câu giống như vậy. Đó, mới sử dụng la như vậy được. Khi mà la như vậy, mình không sử dụng như vậy được, mình sẽ sử dụng hình thức này. Tuy nhiên mình nói ngôi nhà không đẹp, mình chỉ sử dụng hình thức này thôi. Còn khi mình muốn sử dụng la, không được, ngoại trừ có câu lặp lại la hai lần mới mình sử dụng được. Mình nói lal baytu jamilun wa lal babu jadidun. Không có nhà nào đẹp và nhà không đẹp và cửa cũng không mới. Tất nhiên là la phải lặp đi hai lần trong câu hoàn thiện chủ ngữ vị ngữ. Tất nhiên câu đầu tiên là al baytu jamilun wal babu jadidun. Cái câu này tất nhiên là nhà đẹp và cửa mới. Bây giờ mình muốn sử dụng nhà không đẹp và cửa không mới, mình sẽ làm như vậy. Lal baytu jamilun wa lal babu jadidun. Thấy không? Hiểu chưa? Và vậy la như vậy, tất nhiên la không có tác động gì tới dấu của từ. La không có tác động. Trong tiếng Ả Rập, tất nhiên la có hai chức năng. La có tác động và la không có tác động. La này là la không có tác động. Tại vì trong tiếng Ả Rập, dấu u là dấu bình thường. Tất nhiên không có tác nhân gì đi trước. Tất nhiên là nó trong cái trạng thái tự nhiên, tức là dấu u. Vậy la này là la không có tác động, la không có chức năng. Nhưng mà la không có chức năng này, nó đi vào hai câu chủ ngữ và vị ngữ, hai câu hoàn thiện. Tức là al baytu jamilun, nhà đẹp, wal babu jadidun, và cửa mới. Bây giờ mình phủ định, mình đưa ra một cái phủ định. Tuy nhiên là nhà không đẹp, cửa không mới. Lal baytu jamilun wal babu jadidun. Vậy không có thay đổi dấu. Đó, vậy la này gọi là la không có tác động, la không có chức năng. Xong, vậy là hết la. Và có một ví dụ khác là nếu la có nhiệm vụ đó, tức là nó không có mạo từ xác định, đó là nó có nhiệm vụ đó đấy, mà kia, đúng không, mà la nó không, nó có danh từ mà có mạo từ xác định thì nó, tức là nó không có nhiệm vụ, mà với điều kiện nó hay có hai câu, nó hai câu, và nếu nó có nhiệm vụ tức là nó tức là cái hai danh từ đó là chắc chắn là không có mạo từ xác định. Nếu nó đúng thì vậy thôi, đúng không, thì như vậy thôi. À, đúng. À, bây giờ mình muốn thử làm thay la này phần la gì, la phụ định không được. Thử làm thử ví dụ. Tuy nhiên là cái này là khi mà xác định, tất nhiên là mình đã nói, ví dụ người ta nói mình nhà này đẹp, cửa này đẹp, thì mình nói lal baytu jamilun wa lal babu jadidun. Thì cái đó là xác định, là tôi người nói đừng nghe biết. Ví dụ một cái người bán nhà giới thiệu nhà này đẹp và cửa này mới, thì người nghe nói lal baytu jamilun wa lal babu jadid, nhà này không đẹp, nhà này cũng không, cửa này cũng không mới. Xác định tất nhiên là người nghe người nói biết. Nhưng mình muốn nói như vậy, la baytu jamilun
Cái này là cái gì? Cái này là Navigation. Navigation là gì? Phủ nhận thể loại không có nhà nào đẹp hết. Ví dụ trong làng này không có nhà nào đẹp hết. Hiểu không? Phủ nhận tự nhiên trong làng này, trong xóm này không có nhà nào đẹp hết. Tất cả nhà đều dở, tất cả nhà đều xấu. Còn nếu mà bạn nói quý đấy, la bay tung giờ đi là không có nhà đẹp. Ở đây có thể là không có một nhà đẹp, tự nhiên là hai ba nhà đẹp, có tự nhiên là có hai ba nhà đẹp, có trường đẹp. Tự nhiên là cái này mình không không chỉ là phủ định cái ngôi nhà, có thể là trường trường đẹp, nhà không đẹp hết nhưng mà có trường đẹp. Mình không chỉ liên quan tới được, mình nói là tất cả nhà, có thể là một cái thôi, có thể hai ba cái đẹp trong làng, hay là có trường đẹp, có ký túc xá đẹp đó. Cái này là liên quan tới nhà thôi, cái này chưa chắc gì cái nhà đó. Chỉ như là mình chỉ nói là một nhà thôi không nè, trong đó có ba bốn nhà đẹp, trong đó có trường đẹp, trong đó có ký túc xá đẹp, trong đó có thư viện đẹp. Ok, giống nhau thôi, mình thử áp dụng. Ok, hiểu chưa? Nói chung là cái dấu thay đổi thì kiện thay đổi. Đương nhiên, tiếng Anh là dấu quan trọng. Yeah. Ví dụ nó đang chết là bay, là bay and jamin. Sao? Một lần nữa. Là bay. Jamin. Là bay, đừng có đọc rõ là bay. Sao tôi biết dấu như thế nào? Là bay. Thì. Là bay sao? Dấu. Nó không nhiều, nó không giấu thì thường nó đập, nó có khi nó đánh chết luôn á. À thì cái đó ngữ cảnh đó bị dùng ngữ cảnh đúng không, ngữ cảnh khi không giấu thì ngữ cảnh. Làm sao biết được cho... ví dụ tôi biết như vậy, làm sao bạn biết nghĩa như thế nào, cái này là nghĩa gì? Sao đấy, năm hay là số năm, hay là năm năm mới hay là số năm đó, như vậy thôi ngữ cảnh, đừng có đọc như vậy là ngữ cảnh thôi. Ví dụ khi mà người nói và người nghe thấy trong trong làng không có nhà đẹp gì cái này, mặc dù tôi không nói giống nó biết gì vậy, vậy thôi, hiểu không? Người nghe và người nói thấy tất cả trong trong làng không có một ngôi nhà nào đẹp hết thì nói câu này. Này, thì như là trong làng đó chỉ có một ngôi nhà đẹp thôi. Chỉ có một ngôi nhà không đẹp. Thì mình nói la bay con gia mi nhiều lắm, còn nhiều đẹp lắm. Thì đó, nó ghi là cái người cảnh nó hiểu và như là nó trong văn nói thì họ nói đánh chết luôn. Tức là mình để cái đó. Cả hai cái này nhớ câu nghĩa là nói chết cũng được, la bay gia mi, la bay gia mi. Là mình tự hiểu cái đó rồi, không người là mình. Cái người cảnh nó hiểu. Và không bị bắt lỗi dấu. Tự nhiên. Ok. Sheriff, hiểu chưa? Anh ơi, cái ví dụ số 3, cái ví dụ số 3, ý em là ví dụ số 3 là La anh Tùng. À, đi La anh Tùng là cái này. La anh Tùng. À, bị đuôn, hiểu không? Cái này do ông anh Tùng là các bạn thôi. À. Nhưng tại sao ở đây vậy? Ở đây giống gì? Em tưởng là su cool. Không đó, anh Tùng là các bạn. Là su cool nó sao được? Anh Tùng là các bạn, cái đó là danh từ đâu có. Danh từ ở đó mình có là danh từ, nghĩa là có hai cái danh từ mặc định là un y in, có danh từ con đọc Isa Musa đâu có dấu. Vậy là cái này thuộc loại Isa Musa, hiểu không? Dạ dạ. Okay. Vậy anh Tùng là các bạn là danh từ, các bạn là danh từ, các bạn là xác định hay không xác định, sao đấy? Sao? Dạ không xác định. Ê, các bạn là xác định nhớ tụi bay. À. Mình đang nói với họ là tại sao không xác định được. À. Phải không? À. Dạ dạ. Mày là người mà mình đang nói chuyện là tại sao lại không xác định?
tất cả các danh từ y danh từ gọi là danh từ tuần biết đặt cái này là đại từ là xác định, hiểu không? Đại từ là xác định, cái này xác định vậy là mặc dù nó không có lưu lầm nhưng mà chức năng của nó là có lưu lầm, thực tế là nó có lưu lầm, tuy nhiên lưu lầm ở đây là xác định thôi. Và đại từ, tất cả đại từ là xác định, mày nó tao xác định. Và ai bị tuân không ai lưu lầm, và các bạn và các tụi bay ai bị tuân thừa vượng, vậy là các tụi bay không thừa vượng vậy thôi. Nhưng mà nó lặp lại là anh tuân a bị tuân mà ấy là tuân gia ai hơn gia bị lặp lại, thấy không, la lặp lại 2-3 lần thấy không? À, sao anh hiểu ra không? Em chỉ thắc mắc chỗ tại sao anh tôm mà chữ mìm nó là để sukun. Không, cái đó là cái mặc định thương mại sukun. Giống anh ta tại sao không phải, tại sao bạn có sử dụng anh tôm? Cái đó là mặc định như vậy thôi. Hiểu không anh? Cái đó là cái mặc định từ nó như vậy thôi. Tại sao bạn không đọc anh ta mà không đọc anh tôm? Đừng có thắc mắc cái này là cái mặc định anh tung là các bạn trong tiếng Ả Rập thôi. Anh tung là các bạn, bất cứ trong trường hợp nào cũng là anh tung, chứ không phải là anh tâm anh tin không, không có. Hiểu không? À, mình, dạ mình hiểu, mặc định nói từ nó vậy mình không để dạ, giấu hiểu, hiểu hiểu hiểu. Nó không phải là giống như là bày tung đôi khi mình nói bày tăng bày kinh bày tung phải không? Còn anh tung không, anh tâm tư là có một số mặc định gọi là isim morot, tiếng là bài morot là thay đổi, mất ni là mặc định, mặc định là một dấu đó thôi. Isa Musa, bất cứ trường hợp nào cũng là Isa Musa. À, ok, dạ hiểu rồi. Cho nên một cái từ đặt hay một câu nào nó để không để dấu, tại vì nó bắt buộc là mình phải thuộc cái từ đó, là nó để giấu vô, đúng không, là vô rồi để mình hiểu thôi, cái từ đó là động vậy thôi, không có để thay đổi được, chỉ thay đổi dấu cuối thôi, cho nên khó khăn là chỗ đó thôi, đúng không? Phải xét để cái này vậy, đúng không? Không thay đổi được, cho anh tung này nó vậy thôi, không bắt buộc phải la ikra ha, la ikra ha, la ilaha la ikra ha, không có một sự cưỡng bách nào trong tôn giáo, thấy không? Tất nhiên hoàn toàn không có bắt buộc trong tôn giáo. La ilaha không có bất cứ một thần linh nào. Đấy thôi. Khi mà na phía linh dinh mình trong tiếng Việt mình cứ nói bất cứ một. Còn cái đây là có thể mình đôi khi mình nói là chỉ có một nhà không đẹp, chỉ có thể là trường đẹp, 3-4 cái nhà đẹp. Đó, cái này không có, bất cứ cái này chỉ có. Ok, hắn phải hiểu tung. Anh ham tuần là nam phải hiểu nà. Ông về nhà coi lại là nghĩ là ok. Nó cái này chút xíu thôi, với cái này đọc lại. Còn cái la hai cái kia là la cấm, la phụ định là dễ thôi. La cấm là dấu sụp quân. Vậy là mình học có 5 loại la. Ok. Inshallah, lagi, inshallah, lagi, yeah.